One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Thứ Bảy, ngày 21 tháng 6, năm 1941, một ngày như bao ngày nghỉ cuối tuần khác. Hầu hết các khối ban ngành đoàn thể, kể cả Hồng quân, đều giải lao sau một tuần làm việc vất vả. Tối ngày hôm đó, khi Đại tướng Dmitri Grigorievich Pavlov, chỉ huy phương diện quân phía Tây, đang cùng với các đồng chí của mình xem một vở hài kịch ở Kiev, bỗng Moscow đã gửi chỉ thị tới tất cả các hội đồng quân sự ở các quân khu phía Tây là phải cảnh giác cao độ, không được phép lơ là. Sau một hồi lưỡng lự, có thể là vì kịch quá hay nên Pavlov đã chọn gác công việc sang một bên. Chẳng thể ngờ được rằng chỉ vì một thoáng lơ là đó, mặt trận Xô Đức trong Thế chiến 2 đã khai màn theo một cách không thể tắc trách và bất ngờ hơn đối với Liên Xô. Thất thủ, vỡ trận liên tục, người Đức giờ đây đã ở ngay cạnh cửa ngõ thủ đô Moscow, trái tim của đế chế đỏ đứng trước bờ vực diệt vong. Và cũng kể từ đó, cuộc chiến vệ quốc vĩ đại bậc nhất lịch sử loài người đã chính thức bắt đầu. Một cuộc chiến với sức ảnh hưởng to lớn tới mức có thể làm thay đổi bánh xe lịch sử của nhân loại, và một trang sử bi tráng bậc nhất trong lịch sử Liên Xô và của cả nhân loại đã được viết nên với cái tên cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chào mừng đến với Battlecry lịch sử thế giới và series Liên Xô hành trình tới vĩ đại phần 3, sóng thần đen tràn vào, chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi. Cuộc đại suy thoái 1929-1933 tàn phá nặng nề nền kinh tế của toàn thế giới và nhất là khối các nước phương Tây, đã dẫn tới những biến chuyển to lớn tại lục địa châu Âu. Ngay sau đó, Đức và Nhật Bản, hai quốc gia tiên phong bắt tay nhau trên con đường độc tài hóa chế độ để thoát khỏi khủng hoảng. Điều này đã khiến giới lãnh đạo Liên Xô vô cùng chú ý. Mối lo đã dần có cơ sở khi Nhật Bản tung quân tấn công vào Mông Cổ và biên giới Liên Xô ở vùng Viễn Đông, dẫn tới cuộc chiến tranh biên giới Xô-Nhật 1932-1939. Rút kinh nghiệm từ đại bại trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật, Hồng quân giờ đây dưới sự chỉ đạo của tướng Vasily Bryukov và đặc biệt là nguyên soái Georgi Zhukov đã nhập cuộc một cách tử tốn, tránh để bị cuốn vào đòn đánh cảm tử của quân Nhật. Nhờ vậy, Liên Xô đã có được chiến thắng quyết định trong trận Kharkiv, buộc Nhật Bản phải ký hòa ước Xô-Nhật, cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc phòng của Liên Xô. Hiệp ước này đã trở thành cái vốn, hay nói đúng hơn là chiếc phao cứu sinh giúp Liên Xô thoát khỏi cửa tử sau này. Mối lo phía Viễn Đông đã tạm yên, giờ đây phải dồn toàn tâm toàn lực sang phía Tây để đề phòng người Đức. Sau khi giúp nước này thay ra đổi thịt hoàn toàn, trong giai đoạn 1933-1937, bước sang năm 1938, Hitler và Đảng Quốc xã đã bắt đầu ra các yêu sách đòi chia lại bản đồ châu Âu. Các nước thuộc phe hiệp ước khi xưa, giờ đây 5 người 10 ý. Mỹ thì vin vào chính sách trung lập, mặc kệ mọi việc cho Anh và Pháp tự xử. Anh, Pháp phần vì chưa khắc phục xong hậu quả của cuộc đại suy thoái, phần vì đã ngấm hậu quả của Thế chiến 1 nên đã liên tục nhượng bộ. Chớp thời cơ, Đức mở hội nghị Munich để sáp nhập các vùng Sudet của Tiệp Khắc vào ngày 30 tháng 9 năm 1938, rồi sau đó là chiếm cả Tiệp Khắc vào ngày 15 tháng 3 năm 1939. Mục tiêu tiếp theo của Hitler chính là Ba Lan. Liên Xô hiểu rất rõ rằng Ba Lan không phải đối thủ của Đức Quốc xã. Cộng thêm việc trong cuốn tự truyện Mein Kampf, Hitler không giấu giếm ý đồ là diệt trừ phe Cộng sản để đưa Liên Xô vào trong cái gọi là không gian sinh tồn của chủng tộc Aryan thượng đẳng. Áp lực dồn lên phần biên giới phía Tây của Liên Xô khiến họ không thể ngồi yên. Đầu năm 1939, Liên Xô đã kêu gọi Anh, Pháp và Ba Lan cùng với Rumani liên minh để chống lại Đức. Thế nhưng đáp lại chỉ là thái độ dè dặt do lo sợ sự lớn mạnh của phong trào Cộng sản. Trong tình thế bị cô lập, để cứu lấy thân mình, Liên Xô đã phải chọn thỏa hiệp với Đức. Ngày 23 tháng 8 năm 1939, Hiệp ước Xô-Đức đầy tranh cãi
đã được ký kết. Căn cứ theo bản hiệp ước này, hai bên cố gắng kiềm chế để tránh xảy ra chiến tranh trực tiếp vào nhau. Liên Xô sẽ có quyền kiểm soát các vùng phía Tây Ukraine, Tây Belarus, vốn đã mất trong cuộc chiến tranh với Ba Lan 1919-1921, tiếp đó là các vùng Estonia, Latvia, Litva, Phần Lan, Bessarabia và Bắc Bukovina. Các hoạt động hợp tác trước đó thì vẫn được giữ nguyên. Liên Xô đã không bỏ lỡ thời cơ để mở rộng lãnh thổ và quan trọng là mở rộng chiều sâu phòng thủ chiến lược và cũng như để phục thù. Ngày 21 tháng 9 năm 1939, Liên Xô phối hợp với Đức tấn công Ba Lan từ phía đông để lấy lại vùng Tây Ukraine, Tây Belarus. Tiếp đến, Liên Xô gây sức ép yêu cầu Phần Lan trao đổi vùng Karelia gần Leningrad, vừa nhằm tạo thêm chiều sâu chiến lược, vừa có thêm một vùng công nghiệp chủ phú. Nhưng Phần Lan đã từ chối đề nghị này. Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Cuộc chiến tranh mùa đông 1939-1940 đã chính thức nổ ra. Những tưởng với đội quân hùng hậu lên tới 760.000 quân, hơn 8.000 xe tăng và xe thiết giáp, gần 4.000 máy bay, Liên Xô sẽ không chỉ có được Karelia mà thậm chí có thể sáp nhập luôn cả Phần Lan và Liên Xô như thời đế quốc Nga đã từng cũng được. Thế nhưng, một cơn địa chấn đã xảy ra khiến cả thế giới bất ngờ. Cuộc chiến này đã trở thành một chiến thắng đắt giá cho phe Liên Xô. Nếu xét về mặt chiến lược, Moscow vẫn có được vùng Karelia. Thế nhưng trên bình diện chiến trường thì quả thực là quá thảm họa. Liên Xô đã phải chịu thiệt hại cao hơn Phần Lan rất nhiều. Tử trận gấp 6,5 lần, bị thương gấp 4,8 lần. Xe chiến đấu, máy bay đều mất lần lượt là gấp 3 và gấp 11 lần. Cuộc chiến này cũng khiến Liên Xô bộc lộ cực kỳ nhiều hạn chế trong phương thức chiến tranh, kinh nghiệm tác chiến và công nghệ quân sự. Thậm chí, mang tiếng là nước cực Bắc mà không giữ ấm cho quân đội, Liên Xô cũng làm cực kỳ tệ, khiến cho hơn 61.000 binh sĩ bị mắc các bệnh liên quan tới rét trong cuộc chiến này. Cuộc chiến tranh mùa đông, những cuộc tiến quân chiếm đóng khắp nơi và rồi những lời ra tiếng vào về việc Bộ Dân ủy Nội vụ NKVD đã trả thù tàn bạo tù binh Ba Lan tại khu rừng Katyn đã khiến uy tín trên trường quốc tế của Liên Xô bị tổn hại nghiêm trọng. Những lời mỉa mai như đế quốc xã hội chủ nghĩa, đế chế đỏ đã xuất hiện khắp nơi. Thế nhưng, việc mở rộng thêm chiều sâu chiến lược và những bài học đắt giá trong chiến tranh mùa đông vẫn là chưa đủ để giúp Liên Xô có được sự chuẩn bị tốt nhất trước những trận sóng thần đèn sắp sửa tràn vào quốc gia này. Thời khắc sinh tử của toàn nhân loại. Vì sự tắc trách của Dmitry Pavlov, sáng sớm ngày 22 tháng 6 năm 1941, âm thanh của những chiếc máy bay Sukhoi của Đức đã gào rú khắp vùng trời Liên Xô suốt một dải biên giới phía Tây. Tiếp sau đó là 6,2 triệu quân chính quy cùng dàn khí tài tối tân nhất lúc bấy giờ của phe trục đã đồng tiến ảo ạt, hòng nuốt chửng cả một liên bang Xô Viết rộng lớn nhất thế giới vào cái gọi là không gian sinh tồn của họ. Theo kế hoạch, chiến dịch Barbarossa sẽ có 3 mũi tiến công tương ứng với 3 mục tiêu chính, bao gồm mũi phía Bắc, mũi văn hóa, gồm có cụm tập đoàn quân Bắc với 26 sư đoàn tấn công qua các nước Cộng hòa vùng Baltic hướng thẳng tới Leningrad, thủ đô văn hóa, nơi khai sinh của cách mạng tháng 10. Thứ hai là mũi trung tâm, mũi chính trị. Cụm tập đoàn quân trung tâm gồm 49 sư đoàn tấn công thành phố Smolensk, sau đó là qua Belarus tiến thẳng tới thủ đô Moscow. Mũi phía Nam, mũi kinh tế, đảm nhận bởi cụm tập đoàn quân Nam với 41 sư đoàn tấn công vào vùng đông dân cư và lương thực Ukraine, chiếm Kiev, sau đó sẽ triển khai xuống phía Nam, thôn tính nốt vùng đồng bằng sông Volga và vùng dầu hỏa quan trọng Caucasus. Bị đánh bất ngờ, Hồng quân không kịp trở tay, tin bại trận liên tiếp báo về, Kiev, Minsk, Smolensk lần lượt thất thủ. Ngày 10 tháng 7 năm 1941, quân Đức bao vây Leningrad, gây nên thảm cảnh đói rét, bệnh tật cho thành phố này trong suốt 871 ngày đêm. Mới chỉ hơn 2 tháng mà ra nửa phần Liên Xô thuộc châu Âu đã rơi vào tay quân Đức. Và còn gì kinh khủng hơn khi đến giữa tháng 9, Moscow
trái tim của đế chế đỏ, giờ đây cũng đã trở thành tiền tuyến. Quân Đức chỉ còn cách thủ đô khoảng 300 km và đang ngày đêm đem toàn bộ những gì tinh túy nhất của mình cho trận đánh cuối cùng với Xô Viết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc của nhân loại, thật không ngờ lại có thể đến sớm tới vậy. Cả thế giới giờ đây đang hướng về Moscow để cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ đến. Bởi ai cũng biết rằng, nếu như quân Đức sở hữu được nguồn lực gần như vô tận của Liên Xô, thì việc thôn tính toàn bộ đại lục Á Âu, rồi cả bán cầu đồng, thậm chí là toàn thế giới, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Và rồi thì phép màu mà tất cả đều chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến. Thế nhưng không phải từ Chúa hay một vị thiên sứ nào, mà đến từ chính hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, đặc biệt là từ Tổng Bí thư Stalin. Thật không ngoa khi người ta đặt cho Stalin biệt danh người đàn ông thép, bởi trong thời khắc cận kề sinh tử của đất nước, ông vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh tới mức tuyệt đối để giải quyết tình hình. Để rồi, trong nguy có cơ, ông cùng các cộng sự đã tìm ra rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong nội tại của Hồng quân. Mang tiếng là có quân số ngang ngửa với quân phát xít, với khoảng 5,8 triệu binh sĩ, vũ khí, khí tài, quân trang quân bị, cái gì cũng vượt trội hơn về số lượng. Thế nhưng, tổng thể Hồng quân thì vẫn cực kỳ yếu kém về chất. Đa phần, các loại vũ khí đại trà như súng máy Maxim M1910, xe tăng T-26, BT-2, BT-7, các dòng máy bay như DI-6, I-5, I-153 đều bị bỏ rất xa về công nghệ nếu so với của Đức, như súng máy MG-34, tiểu liên MP-40, xe tăng Panzer, hai máy bay Sukha. Sau cuộc đại thanh trừng, nhiều viên chỉ huy có kinh nghiệm tác chiến hoặc có tiếng nói trong Hồng quân cũng đã bị loại trừ hết. Thay vào đó là những người trung thành với Stalin hoặc các tướng lĩnh trẻ chưa có mấy kinh nghiệm thực chiến. Lại thêm sự cồng kềnh trong phương thức vận hành kiểu mệnh lệnh khiến Hồng quân trì trệ tới đáng sợ. Kinh nghiệm chiến đấu của từng người lính thì cũng không được đảm bảo. Kinh khủng nhất là phải kể tới chiến thuật biển người, cái thứ chiến thuật lạc hậu đã đẩy nước Nga xuống mồ trong Thế chiến 1, vẫn được Hồng quân áp dụng và duy trì tập luyện tới tận bây giờ. Trong cái tình cảnh thảm thương tới vậy, giới lãnh đạo của Liên Xô đã phải hành động ngay lập tức. Dmitry Pavlov cùng nhiều viên chỉ huy tại mặt trận phía Tây đã bị xử tử vì tội lơ là phòng bị và bất tài để làm yên lòng quân dân. Cục quân khí và các xưởng sản xuất đã vận hết công suất, thiết kế ngay và luôn các loại vũ khí mới để cho tương xứng với quân đội Đức. Các phương thức tác chiến kiểu mới, quan trọng nhất là phương thức tác chiến chiều sâu, được hoàn thiện và phổ biến lập tức cho toàn quân. Việc chỉnh đốn lại hàng ngũ Hồng quân được xúc tiến bất kể ngày đêm. Song song với hoạt động quân sự, Stalin cũng đã ra nhiều chỉ thị để vực dậy tinh thần của nhân dân vốn đang dao động dữ dội. Toàn bộ các cơ sở công nông nghiệp, người dân được di rời về phía đông, thậm chí là sang cả tận bên kia dãy Uran để duy trì hoạt động. Những thứ gì không thể di rời được thì phải phá hủy bằng hết, thực hiện chiến lược tiêu thổ kháng chiến để ngăn chặn quân Đức tận dụng. Những lời chăn trối quyết không hàng của các chiến sĩ tại pháo đài Brest, những tấm gương hy sinh của biết bao thế hệ người Nga, kể cả trong thời kỳ Sa Hoàng, được bộ máy tuyên truyền nêu lên bất kể ngày đêm, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của mỗi người dân Xô Viết. Hàng chục triệu người từ những thành phố lớn đến vùng thảo nguyên Trung Á xa xôi, thậm chí là ở cả vùng Siberia lạnh giá, đã nô nức nhập ngũ, mong diệt giặc lập công. Tại tiền tuyến Moscow, tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, hệt như một ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào. Toàn thể già trẻ, lớn bé, bất kể giai tầng trong thành phố, đều được huy động tham gia kháng chiến tùy vào khả năng. Người thì đào hầm hào, người thì làm hàng rào chống xe tăng. Nam giới được chia thành 2 ca một ngày, một ca để đi làm, một ca để tập luyện quân sự. Các em nhỏ cũng phụ giúp vào các hoạt động thông tin liên lạc. Hưởng ứng tinh thần mãnh liệt của quân và dân Moscow, bản thân các lãnh đạo đảng và nhà nước Xô Viết cũng nguyện ở lại để trực tiếp chỉ huy chiến đấu, không rời đô, không bỏ trốn. Những sự chuẩn bị dù muộn màng nhưng cũng đã giúp cho Moscow và cả Liên Xô được lên dây cót để lao vào một trận tử thủ, một mất một còn.
Trận tử thủ sống còn. Ngày 30 tháng 9 năm 1941, say sưa trong cơn đắc thắng, Hitler ra bản nhật lệnh tuyên bố khai mạc chiến dịch tấn công có quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người tính đến thời điểm bấy giờ. Hôm nay bắt đầu cuộc chiến đấu cuối cùng có tính chất quyết định. Nơi Moscow đang tồn tại hiện nay sẽ trở thành một vùng biển rộng lớn, vĩnh viễn chôn vùi thủ đô của người Nga mãi mãi khỏi thế giới văn minh. Quân Đức với 78 sư đoàn chia làm 3 mũi Bắc, Trung tâm và Nam ào ạt đông tiến, hòng bóp vụn Moscow. Với sức mạnh chớp nhoáng mà khi đó chưa có một bộ não vĩ đại nào khắc chế được, hàng phòng thủ mặt ngoài vùng Zhev, Vyazma và Brest của Hồng quân đã nhanh chóng sụp đổ. Quân số của Hồng quân chưa gì đã mất tới hơn một nửa, từ 1,2 triệu xuống còn gần 600.000, cùng với vô số khí tải thất thoát. Quân Đức dù vẫn còn cách xa khoảng 100 km, mà Moscow đã sắp nguy kịch khi toàn bộ ba mặt phòng thủ của phòng tuyến này đều thiếu thốn mọi bề. Nhưng ngược lại, những trận mưa dầm và sức kháng cự mãnh liệt của Hồng quân khiến quân Đức không thể triển khai lực lượng tới nơi tới chốn. Đến ngày 11 tháng 10, dù đã đẩy được tuyến mặt trận đến gần Moscow thêm từ 50 tới 100 km, nhưng quân Đức vẫn phải kết thúc đợt tấn công đầu tiên để xốc lại đội hình. Có lẽ rằng người Đức đã không thể lường trước được rằng đây chính là mấu chốt giúp cho Moscow có thể trụ vững trong những ngày sau đó. Tận dụng từng phút, từng giây nghỉ ngơi giữa hai đợt tấn công, Liên Xô điều động khẩn cấp binh lực tại các vùng lãnh thổ mà chiến tranh chưa chạm tới. Các loại vũ khí mới như giàn hỏa tiễn Katyusha, súng tiểu liên PPSH-41, súng trường SVT-40, súng trường chống tăng PTRS-41, súng máy DP, v.v. Và nhất là xe tăng T-34 đã được ra lò và chuyển ngay tới tiền tuyến. Nhờ vậy, Hồng quân đã giữ vững được mặt trận trong hai đợt tấn công tiếp theo. Thậm chí là ngay trong đợt tấn công thứ hai, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10, mũi tấn công phía nam của phát xít Đức đã bị các lữ đoàn xe tăng T-34 nghiền nát, buộc phải hợp quân với mũi tấn công trung tâm. Và thứ quý báu tới mức ngàn vàng không thể mua nổi, làm xoay chuyển toàn bộ tình hình của trận đánh đã xuất hiện. Không phải là bom nguyên tử hay một đạo viện quân cả triệu người nào đó, nó chỉ là ba lá thư được gửi vào ngày 14 tháng 9 của một điệp viên đang hoạt động tại Nhật Bản có tên là Richard Shaw, với nội dung Nhật Bản sẽ không xé bỏ hòa ước Xô Nhật để đánh vào vùng Viễn Đông. Ba bức mật điện này có sức mạnh ngang với 30 vạn hùng binh. Và nhờ có cơ sở này, Liên Xô quyết định trở tất tay với quân Đức mà không cần phải đề phòng mặt trận phía đông. Họ điều động tất cả các lực lượng từ vùng Viễn Đông và cả Siberia xa xôi trở về thủ đô, chuẩn bị cho một đòn phản công nhất kích tất sát. Niềm tin tất thắng của Liên Xô đã trỗi dậy. Họ cần phải làm một điều gì đó để thể hiện cho toàn thế giới, và nhất là cho Hitler biết. Ngày 7 tháng 11, Đảng và Nhà nước Xô Viết đã đáp trả một cách hùng hồn bằng việc tổ chức lễ duyệt binh mừng cách mạng tháng 10 hàng năm trên quảng trường đỏ. Cả nước Đức đều bị bất ngờ tới mức Hitler mới đầu khi nghe tiếng dậm chân rầm rập trên đài radio đã tưởng rằng quân Đức đang duyệt binh nên suýt cho tổ chức ăn mừng. Từng câu từng chữ của người đàn ông thép Stalin tuyên bố sẽ thanh toán chủ nghĩa phát xít đến tận gốc rễ như những mũ giáo xuyên thẳng vào trái tim của những viên tướng Đức Quốc xã. Toàn thế giới đang coi các đồng chí là lực lượng có thể tiêu diệt bè lũ xâm lược phát xít Đức. Nhân dân các nước đang bị nô dịch ở châu Âu hiện đang sống dưới ách của bọn xâm lược Đức đang coi các đồng chí là những người giải phóng cho họ. Các đồng chí đều giao phó một sứ mệnh vĩ đại, sứ mệnh giải phóng. Các đồng chí hãy tỏ ra xứng đáng với sứ mệnh đó. Ngay lập tức, Đức Quốc xã đáp trả bằng đợt tấn công thứ 3 từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Thế nhưng, như binh pháp đã nói, đẩy vào chỗ chết để sống. Toàn bộ Liên Xô giờ đây như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng. Họ đã vùng lên với một khí thế như sóng xô bờ, không gì cả nổi. Tình thế giờ đây đã đảo chiều hoàn toàn. Càng đánh, Hồng quân càng ngày một hoàn thiện tinh vi hơn về mọi mặt. Hoạt động tiếp tế vẫn luôn được đảm bảo, chỉ thừa, không thiếu.
Hồng quân không bao giờ phải đắn đo tới việc hoãn chiến cục. Ngược lại, do cách quá xa hậu phương, nên quân Đức không bổ sung được binh lực và vật lực kịp thời. Đến ngày 28 tháng 11, toàn bộ các đơn vị của quân Đức buộc phải báo về Berlin rằng họ giờ đây đã hết khả năng tấn công, buộc phải chuyển sang phòng ngự. Và giờ thì điều mà mỗi người lính Đức mới chỉ nghe qua đã sợ hãi co rúm người lại. Mùa đông, nỗi kinh hoàng của vua Thụy Điển Karl XII, của hoàng đế Pháp Napoleon giờ đây đã hiển hiện ngay trước mắt của mỗi người lính phe trục. Cái rét âm tới 40 độ năm đó đã khiến cho mọi hoạt động của quân Đức tê liệt hoàn toàn. Mặc bao nhiêu mà vẫn không đủ ấm. Mọi thứ đồ ăn nguội như bánh mì, đồ hộp, chỉ cần không để ý là đóng hết thành băng. Lác đác đã có vài người chết vì cóng. Mất hết sự kiêu hùng, quân Đức giờ đây chỉ còn biết co rúm rụm như những con chuột trong các tuyến hầm hào, các căn nhà đổ nát mà họ chiếm vội hay dựng vội. Thế nhưng cổng địa ngục với họ vẫn chưa thực sự mở toang, cho tới khi những đoàn quân từ vùng Viễn Đông và Siberia đã về tới Moscow. Vốn là những chiến binh ở vùng tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ có khi còn xuống tới âm 60 độ, thì cái rét ở Moscow khi này cũng chỉ như mấy ngọn gió heo may lướt qua mặt. Môi trường chiến đấu đặc thù giúp cho quân phục của đoàn quân Viễn Đông và Siberia được thiết kế cho phù hợp với những bộ áo khoác ôm sát người có màu trắng trơn, dài trượt tuyết. Và hơn hết là kỹ năng chiến đấu trong mùa đông của họ khi đó đang là số 1 thế giới. Trong tình trạng kiệt quệ về mọi mặt, lại còn gặp phải bậc thầy đánh trận mùa đông, đoàn quân bách chiến bách thắng ngày nào giờ trở nên tầm thường tới mức vô hại, chỉ còn biết giơ mình chịu đòn. Quân Đức đã phải tháo chạy bán sống bán chết về phòng tuyến Rzhev, Sichilka, Vyazma, cách đó vào khoảng từ 300 tới 400 km. Khoảng cách này khiến các máy bay của Đức không thể nào vớ tới được quảng trường đỏ. Và kể từ đây, như một điểm mấu chốt cho chuỗi sụp đổ domino, quân Đức liên tiếp thất trận như núi lở. Ngày 10 tháng 2 năm 1942, Liên Xô đã tạo nên một cơn địa chấn, với Moscow là điểm nhấn đầu tiên. Lần đầu tiên, quân đội Đức Quốc xã đã phải chuốc lấy bại vong trong một trận đánh có tính chất quyết định. Không để lỡ thời cơ, Hồng quân mở chiến cục Đông Xuân 1942, tấn công Tiếp Khìn, Rostov, đổ bộ chiếm lại căn cứ bản đạp Kursk và Fedosia trên bán đảo Crimea. Thừa thắng xông lên, Hồng quân Liên Xô giáng những đòn đánh uy lực vào đội hình quân Đức. Chiến cục đang xoay vần một cách chóng mặt. Máy xay thịt khởi động. Bị thua trong một trận đánh mà bản thân cho là trận đánh cuối cùng để khuất phục kẻ tù hùng mạnh nhất cuộc đời. Trận thua này không chỉ là nỗi hổ thẹn của Hitler khi đã đinh ninh rằng phần thắng nằm chắc trong tay, mà còn là một nỗi nhục không thể nào gột rửa được của binh đoàn quốc xã bách chiến bách thắng của đại chủng tộc Aryan thượng đẳng. Kế hoạch giờ đây cần phải được thay đổi, khi Moscow khi này đã trở thành bức thành đồng không thể nào xuyên phá được. Mục tiêu mới của quân Đức sẽ là khu vực phía nam phần châu Âu của Nga, nơi tập trung nhiều vùng công nghiệp, hải cảng trên Biển Đen, và nhất là lương thực và dầu mỏ. Đích đến của họ sẽ là vùng dầu mỏ Baku, và quan trọng hơn cả là thành phố Stalingrad, thành phố mang tên vị lãnh tụ Liên Xô, là nút sống cả trên bộ và trên sông Volga, nơi mà các chuyến hàng chở nhu yếu phẩm và dầu mỏ từ phía nam sẽ phải đi qua. Đánh sập thành phố này là sẽ đánh sập được danh dự của Stalin và nhà nước Xô Viết, là cắt đứt nguồn sống cuối cùng mà Moscow còn có thể bấu víu. Đến lúc đó, Liên Xô chắc chắn sẽ phải quỳ xuống trước mũi giày của Hitler. Thế nhưng cũng phải sau một giấc ngủ đông kéo dài 3 tháng. Đến tháng 5, quân Đức mới lại bắt đầu khởi động lại guồng máy xâm lược Liên Xô. Ngày 23 tháng 8 năm 1942, cuộc đại chiến chính thức bắt đầu. Hai bên lao vào nhau giao chiến những trận long trời lở đất. Các tòa nhà nhanh chóng trở thành đống gạch vụn. Hai bên giành giật nhau từng mét đường, từng góc phố, nóc nhà hay căn phòng. Với những khẩu hiệu không lùi một bước, không có đất cho chúng ta ở bên kia bờ sông Volga. Những xà lan của Hồng quân ngày đêm tăng viện tân binh từ bên kia sông Volga. Nhiều xà lan bị không quân và pháo binh của Đức đánh chìm khi mới đang ở giữa dòng.
không ít chiến sĩ Hồng quân đã phải tay không bắt giặc theo đúng nghĩa đen do không có trang bị. Những ai tỏ vẻ sợ hãi lập tức bị chỉ huy trừng phạt rất nặng, thậm chí bị tuyên luôn án tử mà không qua xét xử. Quân Đức vì vừa hiểu thế nào là một đông nước Nga tại Moscow năm ngoái nên đã ra sức chiếm thành phố này càng nhanh càng tốt. Hồng quân phần vì biết được điều đó, phần vì biết được tầm quan trọng của thành phố này nên cũng quyết tử để ngăn cản quân Đức thực hiện mưu đồ. Mỗi người lính của hai bên đều biết rõ rằng nếu sa vào tay đối phương, một là chết, hai là cũng sẽ bị tra khảo cho tới chết. Bởi vậy, họ xung trận trong tâm thế quyết chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Tất cả mọi hỗn độn trên đã biến Stalingrad trở thành một chiến trường khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Càng miệt mài chiến đấu, công sức của quân Đức bỏ ra càng như đổ xuống sông Volga rồi trôi ra biển. Hồng quân kiên cường bám trụ, mặc cho hỏa lực vượt trội từ quân Đức vẫn cứ ngày đêm dội lên đầu. Những sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Hồng quân như tập đoàn quân 62 của tư lệnh trung tướng Chuikov, hay như trung đội tiểu đoàn 3, trung đoàn 42, sư đoàn súng trưởng cận vệ số 13 do thượng sĩ Jakub Pavlov trong hơn 2 tháng đã kiên cường giữ lấy tòa nhà số 61 phố Penzeskaya, đã đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của quân Đức. Tất cả đã khiến cho đà chiếm giữ thành phố này của quân Đức đã bị chứng lại. Và để rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, vị thần hộ mệnh của Liên Xô đã trở về và gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ cho từng tên lính Đức. Mùa đông đã đến.